Theo Prada, trước ngày 5 tháng 12, Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo về việc Nga đã đẩy mạnh tiến công tại Marinka và hiện đã kiểm soát hầu hết thành phố này. Vài tuần trở lại đây, quân đội Nga đã tiến công xuyên qua thành phố Marinka ở vùng Donetsk. Hiện Nga đã kiểm soát hầu hết các khu vực này. Dù đây chỉ còn là một đống đổ nát, lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi và chỉ còn kiểm soát một số vị trí ở rìa phía tây Marinka, báo cáo của Anh cho biết. Bộ Quốc phòng Anh nhận định nỗ lực kiểm soát Marinka là một phần trong chiến dịch mùa thu của Nga. Marinka nằm cách điểm nóng cao khoảng 30 km, từng là nơi cư trú của 9.000 người. Kể từ 2014, thành phố này đã trở thành một trong những thành phố kiên cố nhất của Ukraine. Theo RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5 tháng 12 cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột với Ukraine bất cứ lúc nào tổng thống putin nhiều lần nhấn mạnh việc đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chúng tôi muốn làm điều này thông qua các biện pháp ngoại giao và chính trị moscow sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào ông peskov nói cũng theo quan chức nga việc đàm phán bị đình trệ là do sự thiếu thiện trí của kiev ukraine đã khiến cuộc đàm phán mùa xuân năm ngoái trịch hướng khi làm theo đề nghị của anh ông peskov nói thêm về phía ukraine kiev nhiều lần khẳng định sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ để chấm dứt xung đột Ukraine chỉ chấp nhận thỏa thuận khi có các đảm bảo an ninh từ Nga và phương Tây.